Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán, xin đăng chân tiên tri và ngài chân ngộ không thể chỉ dạy. Bồ tham sa ga na ga cha mi tham ang sa ga na ga cha mi cha ang sa ga na ga cha mi chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ Di Đà. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2023, tức là ngày 12 tháng 9 năm Quý Mão. Chúng con cùng nhau xin lòng tu tập Phật pháp và đến chư thiên thì phải trời thế thiên nhiên thiên thành chùa Phật giáo. Chúng con tu tập được nhiều lần lắm lắm. Tam ma sa va na ca lo ayam ban dan ta. Tam ma sa va na ca lo ayam ban dan ta. Tam ma sa va na ca lo ayam ban dan ta. Nam mô Phật, xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng nhau sinh hoạt tu tập bài kinh số 70 nằm trong phẩm 2 Maricha Lá. Thì tôi xin nhường lại cho quý vị, chị Sinh Nga, và mình sẽ cùng nhau với chị Sinh Nga tu tập qua bài kinh này. Dạ, xin mời chị Sinh Nga. Dạ, xin mời chị. À, xin Nga xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay thì mình học tiếp về cái trong từng sáu xứ về cái phẩm Vigachara. Thì trong cái phẩm Vigachara này có cái tiểu phẩm là Upavama. Thì ở đây nó cũng nói về cái sáu xứ. Thì trong cái sáu xứ như thế này, nó có nhiều cái liên hệ tới cái sáu xứ, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì tuần tự mình sẽ học từng cái phần liên qua cái sáu xứ này. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục để cái phần sáu xứ ở trong một cái về một cái pháp khác. Thì mời chị nào đọc, ai là bạn nào đọc phần này thì chúng ta trao đổi. Sa thú, mời quý vị nào tình nguyện đọc. Không ai tình nguyện đọc hết trơn hả? Chào mấy chị kia đã mất đi rồi. Thôi chị vừa like, chị vừa like, chị mở bài lên. Thầy Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn về chưa Ngũ Uẩn? Dạ. 2 tuần nữa. 2 tuần nữa hả? Dạ. Mời chị vừa like đọc. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ lại xin đọc bài 35 chương 1 tương ương sáu xứ phần 2 50 kinh thứ 2 phẩm Vigha Già Lá bài 70 Upavana. Rồi tôn giả Upavana đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Upavana bạch Thế Tôn: Thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại Santi Thê Ca, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, có nội tham đối với các sắc. Vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Cho đến chừng nào sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc. Vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, Upavana, tỳ kheo sau khi tai nghe tiếng, sau khi mũi ngửi hương,
Lại nữa, này Uttaravana, tỳ kheo sau khi lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Lại nữa, này Uttaravana, sau khi ý nhận biết pháp, tỳ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với các pháp, vị ấy biết rõ. Tôi có nội tham đối với các pháp, cho đến chừng nào sau khi ý nhận biết pháp, tỳ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với các pháp, vị ấy biết rõ. Tôi có nội tham đối với các pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đây, dạ. Chị nói lớn lớn lên chút được không chị? Chị xin nghe, chị để gần chị nói. Chị để hơi xa hay sao? Chị để gần gần lại nói cho lớn chút. Rồi. Mở mic lên chị. Dạo này nghe sao nó không có rõ, nghe được rõ không ạ? Rồi, rồi, rõ hơn rồi đó, rõ hơn. Dạ. Dạ. Thì dần lớn hết ra thì phải nói. Dạ, dạ, vậy được, nghe được. Dạ. Thì trong cái bài pháp này á, thì nói về cái thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại là một trong sáu cái ân đức của pháp. Thì trong này thì chúng ta đọc thì thấy thiếu một cái là không có thời gian. Thì thiếu một cái pháp trong đó, không biết là do lúc dịch hay là trong cái bản chánh thì thiếu. Nhưng mà sáu cái ân đức của pháp á, thì trong đó là thiết thực hiện tại, có khả năng hướng thượng, có kết quả thì không có cái thời gian. Nếu như mà thấy thì cái thiết thực hiện tại á, là khi mà những cái gì mà nó có hiện ngũ, thì cái gì người mà hành giả đó hay là người tu là biết nó có hiện ngũ, cái gì nó không có hiện ngũ, biết nó không có hiện ngũ, biết như thật như vậy đó, biết gọi là biết như thật, biết một cách chân chánh như vậy. Thì ở đây cái sự tu tập khi mà mắt mà thấy sắc, thì khi mà mắt mà thấy sắc á, thì có những cái điều gì mà nó khởi lên những cái cảm thọ, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ. Để đây thì nói với cảm thọ lạc, thì nếu mà cái sự tham đắm đối với cái sắc đó khởi lên, thì vị ấy biết rõ là nội có trong cái tâm có cái nội tham nó khởi lên đối với cái sắc đó. Thì khi mà một người mà thấy được cái tham đối với cái sắc, khi mà mắt tiếp xúc với lại sắc á, để đi vào cái ý đó, và có cái tham nó khởi lên mà vậy, biết được ngay lúc đó đó, thì ngay lúc đó đó là gì ấy cũng đã thấy pháp. Thì cái chỗ đó gọi là thấy pháp, tức là có cái sự thiết thực hiện tại. Tại vì cái người mà không thấy pháp là người sống trong cái mê mờ, trong cái thì cứ để cho cái pháp vẫn đi, mà không có thấy nó hiện hữu như thế nào, không thấy nó sinh khởi như thế nào, không thấy nó làm gì như thế nào, không thấy được. Nếu mà không thấy pháp thì sẽ không thấy được cái sự nguy hiểm hay cái sự sinh diệt của nó. Thì những người mà không thấy như vậy đó là những người gọi là sống không có trí tuệ, gọi là lý tuệ hay gọi là dụng minh. Còn những người mà thấy trong, mặc dù là thấy được cái tham nó khởi lên, nhưng mà khi mà thấy được cái tham thì mới có cái, có thể có cái cơ hội để mà diệt cái tham đó, hay là thấy khởi lên cái tham. Thì khi mà thấy được cái tham thì cái tham đó cũng có thể dọn gì được. Thì đây là cái sự tu tập mà cái ngày Upavana đó, ngày hỏi Đức Phật, thì về cái sự thiết thực hiện tại, tức là như thật, thấy như thật như vậy. Thì đối với lại những cái pháp khác như là tai nghe tiếng, mũi hương, mũi thân thể là phải. Thì không phải cái nào nghe nói hương thì thấy cái gì nó thơm, với thật ra cũng có những cái mùi vị nó hôi
không có cảm giác cái sự gọi là tu tập ở cái mũi là như thế nào hết trơn. Thì mình chưa từng thấy có một cái gì đặc biệt ở được mũi hết. À, thấy mắt nhìn thấy sắc, thấy có cái sự biến đổi hấp dẫn được gì thì thấy khó, hay là tai nghe như chữ nghe khe thì không thể, nhưng cái mũi hay là cái miệng ăn ngon dở thì mình biết, nhưng mà sao cái mũi chưa bao giờ cảm giác rằng là nó có cái gì ảnh hưởng đến cho mình. À, nhưng mà khi mình đi qua Ấn Độ rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy là phải tụt cái lỗ mũi dữ lắm. Thì tại vì mình không ở trong một cái hoàn cảnh mà nó xuất hiện ra những cái phiền não nó từ cái lỗ mũi mình. Thì ở đây đối với lại cái sáu giác quan á, nó tiếp xúc, thì khi mà nó khởi lên một cái nội tham nào mà gì đã biết cái nội tham đó là gì đã có cơ hội để nó xuất hiện. Còn nếu mà không biết thì không có. Thành ra cái pháp gọi là cái tự hiện tại là gì? Thành ra trong cái pháp, trong mỗi cái pháp mà mình thường đọc tụng ở trong cái mỗi sáng đó, hay là mình thường suy ngẫm tới và ấn đức lục Phật của pháp của tăng, thì đây là một trong những ấn đức pháp. Tức là cái ấn đức pháp nghĩa là tức là nhờ cái pháp mình mới thoát ra được những cái gì mê lạc. Dạ. Thì Sư Nga chia sẻ gián tắt ở chỗ phần này mình hiểu như vậy. Thì mong mời tỉnh thức với lại thông tạm của quý vị. Dạ, xà thủ. Mời quý vị đóng góp thêm. Quý vị, đây là những bài pháp rất thực tế ngay trong cái đời sống của mình. Thì những bài pháp có cái sự tư duy, có liên hệ về trí tuệ, khó khăn, thiền định, thì quý vị cũng cảm thấy rằng nó hơi cao. Thì đối với những bài pháp này thì quý vị cũng nghĩ là nó dễ. Nó dễ, nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy. Dẫn chứng là cái bài kinh ngày hôm nay mình tu tập á, nó ngay trong thực tế đời sống của mình. Mà nếu quý vị nghĩ được, hiểu được lời dạy trong bài kinh này thôi, đây là một pháp, một pháp để đưa đến sự giải thoát. Mặc dù chỉ nói tham, không có nói sân, nói si, nhưng mà nói hình chung tất cả. Thì quý vị trình bày lên, nói mình nhìn thấy cái nội tâm của mình có phải được như lời kinh giảng dạy hay không. Mà nếu mình chưa, mình được mức độ nào để mình quan sát, thấy được cái sự thiếu sót, thấy sự hiểu sai, để mình thực hành, thì mình mới thấy rằng Pháp Như Lai thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy người có trí tự tu tự chứng. Đó, tôi xin mời quý vị, mời quý vị đóng góp thêm. Tôi cũng như quý vị biết, tôi thường thường cũng có nói tôi không có tham cái này đâu, tôi không có sân, tôi không có si. Thì cái tham không có sân có si như thế nào, như mức độ nào, lời của Đức Phật dạy. Mời quý vị đóng góp. Quý vị đọc bài kinh không? Thì quý vị nghĩ như thế nào? Nếu quý vị thấy cần để hiểu thêm thì quý vị đọc, quý vị sẽ thấy cái mức độ sai biệt của lúc đầu và tới ngày hôm nay nó khác biệt rất là nhiều qua cái sự thực hành của mình. Mời quý vị. Chị Sinh Nga đã tóm tắt rồi, giờ quý vị khai triển. Mời quý vị. Dạ, em có thúc thêm lại trong cái phần này có gọi là có kết quả tức thời. Có kết quả tức thời đó, trong này phía là có, nó có đồng nghĩa với lại là không có thời gian hay không? Tại vì khi mà tu tập á là mình thấy liền cái kết quả của nó. Thì đã, khi mà một người mà tin tưởng ở pháp á, thì khi mình tu tập á mình thấy là có cái kết quả nó hiển hiện. Tại ra khi mà mình
nó tiện được những cái gì nó xảy ra trong tâm á, nó hướng về thế nào thì mình mới thể sửa đổi được. Và khi mình vậy á, mình thấy mình thay đổi rất là nhiều. À, được, trước là mình thấy được cái tham mà nó vô thiện. À, mình nghĩ là mình không có tham sang tham của người ta, không lấy cắp người ta, hay là không tranh giành, không giành giật, không có tranh đua với người ta, là mình không có tham. Nhưng mà lần đầu mình sẽ thấy cái tham nó được biểu hiện qua cái sự bám víu cái này cái kia, cái sự chấp cứ cái này cái đó. Lần lần mà mình sẽ phát hiện ra nó dần nhiều hơn. Thành ra khi mà mình phát hiện được từ cái thổ thiện thì mình sẽ phát hiện ra được lần lần những cái thực tế hơn. Sau thì cái tâm mình nó lần lần nó sẽ được giải thoát được rất là nhiều, và từ những cái bất thiện, một cái xấu, thì lần lần giải thoát được những cái mà cố hữu chấp thủ của mình từ xưa giờ, thì chính chỉ con cái tu tập như vậy đó thì mới có thể tiến bộ được. Thật ra là trong cái thế giới hay trong cái cuộc sống đó, mình nói cuộc sống hay nói thế giới, và thế giới này thì thế giới nào cũng vậy đó, có xuất từ trong cái tâm thần ngũ uẩn này, từ cái sắc thọ tưởng hình thức, hay là nó qua cái là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tiếp xúc với sắc thì đường bị xuất phát. Từ đó nó mới ra cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó mới thành những cái nhân quả luân hồi cũng không hết. Vì vậy cho nên khi mà tu tập, tức là mình phải kiểm soát được cái đó, mình mới dừng nó lại. Thì cái đó là em có tốt nghiệp có kết quả tức thời. Dạ đúng như vậy. Dạ sa thú. Mời quý vị khác. Dạ, thưa chú, con Vân cũng xin chia sẻ. Hai bà Phước. Dạ. Dạ, con xin mời chú đánh mẹ Vân và con bảo con xin chào với cô chú Trung Trung và mẹ chị Trung Trung. Con chia sẻ là có dụ như là khi mình tiếp xúc với những cái người mà như mình gây cho mình hay nói hay thắc mắc nhiều á, thì như lúc trước mình lúc đầu mình chưa tu tập, mình cảm giác mình nghe, mình cảm giác mình thấy rất là khó chịu, làm cho con người mình cái tâm mình cái nó nổi son lên, nó bực bội lên. À, lúc đó mình biết mà cái sau khi mình mà tu tập xong rồi á, là lúc đó mình biết mình đang sân là cái người này mình không đáng, tại vì mình đang tu tập, mình làm mình tạo thêm cái tâm xấu bất thiện chi vậy. Bắt đầu mình đến khi mà mình đã hiểu được Phật pháp rồi thì mỗi khi người đó nói ra gì thì con thấy cảm giác bình thường, mà mình nhận được cái tâm nó đem lại cho mình cái kết quả, mình cảm thấy mình an lạc, mình không có thấy còn khó chịu với cái người đó nữa. Mình nói nhiều lúc người ta nói là tại vì cái tính của người ta hay nói, chứ không phải cái nhiều lúc cái tâm người ta vẫn tốt nhưng mà cái tính nó hay nói, nên mình nhìn nhận được mà mình cảm thấy mình không có còn sân lại người đó nữa, mà mình cảm thấy đem lại cho mình một cái sự an lạc dễ chịu khi đối diện lại người đó, hoặc là khi cái người đó nói ra những cái điều gì đó, mình những cái điều mà trước kia mình thấy nó khó chịu á, hay thắc mắc đủ thứ, bây giờ mình cảm thấy nó bình thường, mình không có còn khó chịu như trước kia nữa. Hay là con chia sẻ về khi tiếp xúc với lại những cái người mà hay nói hay thắc mắc á. Hoặc là khi mà mình đi, hoặc là những cái việc nhưng mà mỗi hàng ngày mình chơi lại những người bạn, ví dụ trong cái những người bạn mình á, có những người là ví dụ như thích ăn bận, thích ăn mặc kiểu này kiểu nọ, rồi như cảm giác khi mà con nhìn lại mình thấy mình nghĩ đủ không, mình thấy mình vừa đủ không, mình có những cái quần cái áo, hoặc là ai bận không được cứ cho mình cũng nhận, mình lấy mình thấy nhiều đủ, cho nên mình không có kềm chế được, mình không có nhìn mà thấy cái cảnh mà vô quần này áo nọ rồi nó đẹp với là người ta, nhưng mà đối với mình là bình thường đủ. Nhiều cái áo này mình bận, hôm nay mình đi chỗ này, ngày mai mình có thể mình đi chỗ khác, mình bận cái áo đó cũng được, không sao. Cho nên mình biết được kềm chế được cái những cái sự tham vọng trong những cái sắc của những cái cảnh ở bên ngoài. Nói chung là qua cái tu tập này, con cảm thấy là con nó kìm chế rất nhiều, và nó đem lại cho mình như là tiết kiệm thêm trong cuộc sống, nó cũng đem lại cái lợi lạc cho mình, tiết kiệm trong cuộc sống.
À, đó là những cái chia sẻ, một vài cái chia sẻ mà con nhận thấy như vậy. À, con nói ra đây là cô chú có những cái cảm nhận gì và có cái, những cái ý gì à, tiếp xúc cho con, tiếp xúc cho con thì cho con biết là con xin dừng lại đây. À, sa thú, à, sự tu tập mình đó thì nó kết quả như vậy. À, từ cái kết quả à, lần lượt, chứ không phải mình đọc kinh cái mình hiểu cái mình thấy mình không có tham cái sân si, mà nó phải có tiến trình một cái thời gian rất dài, có cái sự trải nghiệm, sự tu tập nói lên được những điều đó rồi rất là quý báu. Thì nãy chị Sinh Nga cũng có trình bày đó, là nó cũng qua cái nhiều cái giai đoạn, chứ không phải tùy theo cái sự nhìn thấy rõ cái nội tâm của mình, nội tham á, tức là một cái danh từ khác là nội xứ á. Mình nhìn thấy không phải là mình đối cảnh một cái người đó, mình thường gặp những cái người đó hàng ngày làm cái khó khăn của mình, không phải là một hai ngày hay thậm chí là cả vài tháng mình mới có thể là tu tập để chuyển hóa được cái nội tâm mình, chứ không phải chuyển hóa, đừng có nghĩ là chuyển hóa tâm người, tự họ chuyển hóa, khi mình làm được thì họ chuyển hóa. Thì nó là một cái chuỗi dài cái thời gian mình tu tập, thì chính nhờ Pháp Như Lai tu tập qua những bài kinh khác, mắt, mũi, tai, lưỡi, miệng, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, xúc, cảm, thọ, nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Mình cũng đã trải nghiệm qua cái đời sống hàng ngày thì mình mới nhận thức được những cái điều đó. Thì nó phải có một cái thời gian, nó cũng có phải thời gian tiến trình như vậy. Thì cái chỗ quan trọng của bài kinh này mà đa phần tôi thấy là người học bài kinh này thấy bỏ qua rất là nhanh, có cái chỗ thiết thực hiện tại đó. Thiết thực hiện tại là tức là mình thấy là nhận thức ngay liền đó là những cái bậc thánh, còn mình thì không có. Mình nhiều khi mình chạy theo cái cảnh đó, chạy theo cái cảnh tham. Mình nghĩ rằng mình không tham, làm sao mình biết được. Còn nếu mà bậc giác á, thì nhìn thấy cái tham là, trong khi thấy được cái tham là dừng lại tất cả. Nó dừng lại tất cả, nó không có chạy theo. Còn mình không có, mình tới khi mình hiểu được mình tham á, thì cái nội tham của mình bị gì, cái cảnh nó đã qua rồi. Nội tham nó nằm trong cái nội xứ á, thì nó trễ rồi. Nhưng mà nó cũng có kết quả. Thì đó, kết quả tức thời là cái chỗ đi đến mục đích. Cho nên trong cái văn tự của bài kinh, nếu mình đọc cho kỹ đó, thì đã nói một cách rõ ràng ở đoạn kinh số 4. Ở đây này Upavana, sau khi mắt thấy sắc thì kheo cảm thọ sắc, và cảm thọ tham sắc có nội tham đối với sắc. Vị ấy biết rõ tôi có nội tham với các sắc. Đó là thông thường, nhưng mình cũng chưa có thấy được. Tới khi mình thấy là nó hình như là mình đã cũng ôm ấp nó một cái thời gian nào đó trong tâm mình. Thì cái đoạn kế tiếp đó, cho đến chừng nào sau khi mắt thấy sắc, tức là ngay tức thì, ngay chỗ đó đồng nghĩa với thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại thì cái thời gian mình tu tập á, kết quả tức thời đó là tùy theo cái tiến trình của mình tu tập, nó trải nghiệm qua một cái thời gian dài như vậy. Cho nên mình đọc kinh những cái danh từ này mình không có để ý thì mình cũng khó nhận thức được, mình nghĩ ồ dễ quá, nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Đó là một. Còn cái thứ hai nói sắc á, thì mình thường thường như tôi lúc đầu mới tu tập những cái bài kinh này á, sắc mình tưởng là cảnh ngoài, nhưng mà tự thật ở đây là năm dục chưởng dưỡng. Năm dục chưởng dưỡng mình nghĩ là sắc thanh hương vị xúc pháp, và cũng có thể dễ lắm, nhưng mà sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải như vậy. Sắc thanh hương vị xúc pháp này có sắc thanh hương vị xúc pháp tánh của nó. Cái tánh của nó là cái quan trọng, cái màu, nó có nhiều màu. Một cái đồ vật, một cái quần áo nó có đủ kiểu. Thì chính là cái tánh á. Thì những cái chỗ đó mình nhìn sâu á, thì mình mới thấy rằng mình có dính mắc hay không. Và cái quan trọng nhất là mình thấy tức thì, tức là
nó có trải nghiệm, mình chạy theo cái tham, ở đây chỉ nói tham mà không có nói sân, nói si. Tới khi mình trải nghiệm một thời gian á, thì nó lần lượt, nó có sự tư duy, ngay chỗ là mình biết đây là thiện hay bất thiện, mình biết được mình có tham hay không, mình có tác ấy được hay không. Thì hoàn toàn cái sự thực tập này đó, hàng ngày nó được vun trồng và bồi bổ bằng cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn, nó thường thuộc ngay chỗ đó mà mình không bao giờ mình để ý mình biết. Mình học pháp, mình tu tập, mình nghĩ nó là rạc, nhưng mà ngay trong khi mình đang thực hành, ngay trong đời sống thực tế hiện tại là ngay chỗ đó. Đó, quý vị suy nghĩ cái sắc, quý vị nghĩ tôi thường thường tôi tư duy tôi sắc ra, tôi cũng trình bày, tôi nói với bà Thanh Hương á, cái sắc đó mình nghĩ đa số là không có để ý. Nhưng mà sự thật á, cái năm nhục trưởng trưởng này ghê lắm. Mình với một người đàn ông, cái tánh tham dục của người đàn ông đó, thì nhìn thấy đi lại một đám ông đàn bà thì có cái tánh tham dục riêng của đàn ông, nó hướng về cái tâm tầm tứ, nó hướng về ngay chỗ đó. Người đàn bà thì có cái thông thường, cái tánh tham dục của người đàn bà hướng về cái chiều hướng những cái sắc thanh hương vị của người đàn bà, nó có đặc tính đó. Đó, cho nên mình nhìn thấy, mình biết được những gì đó, những cái điều đó nó rất là vi tế. Thì những cái điều đó để mình thấy rằng mình không có tham, mình không có sân, có si. Nhưng mà khi mình nhìn thấy, biết được những gì đó, là tự nhiên mình tu tập một thời gian rồi, mình cố gắng, nhất là cái cảnh, cái ngoại xứ đó, mình thấy là thông thường mình tự tại không có tham sân, nhưng mà cái ngoại xứ là đó, những cái cảnh duyên bên ngoài nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Là tại vì nó là nơi khuấy động lại những cái tiềm thức, tiềm tàng, nó nằm trú ẩn trong cái thức của mình, trong cái sự tồn tại của mình. Nếu đúng duyên, quả thời dị thục và cái cảnh đó, nó sẽ phát sinh được cái sự tham sân si mình ngay chỗ đó. Thì Kim Phượng trình bày như vậy đó, rất là vui. Quý vị, mình tu tập để mình thấy được những cái điều này. Sau khi dài bài nữa, tôi sẽ đưa ra một cái bài mà Đức Phật dạy đó, có một cái pháp, cái pháp này nè, để mình thấy rằng cái tham sân si này đó, nó cái tiến trình đó ghê lắm. Để mặc dù mình biết là lý do tại sao mình nói vô thường khổ quá, tôi biết hết, nhưng mà tại sao mình chấp, mình nói không phải của tôi, nhưng mà tại sao nó không phải như vậy. Mình phải nhìn kỹ ngay chỗ đó thì mình biết được. Thì tôi trình bày thêm những cái điều của Kim Phượng nói đó, để nói rộng phát triển thêm, cũng mời quý vị đóng góp thêm. Cho nên tôi nói như vậy. Xin mời quý vị. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, sư thú. Dạ, xin mời ạ. Mời quý vị khác. Quý vị trình bày cái kinh nghiệm sự tu tập của mình có phải như vậy hay không? Đây là những cái pháp mà mình đang đối diện hàng ngày, từ sáng tới chiều, tới khi mình ngủ, từ ở ngoài cửa đi vô tới nhà, thấy cái cảnh đồ vật của mình thôi. Nó giàu là đồ vật ở trong nhà, nhưng là cũng có chân nó chạy tùm lum hết à. Bữa nay để chỗ này, bữa kia để chỗ kia. Rồi bữa nay mình thấy không cần, cái mình đem cái khác về. Nó vậy. Mời quý vị. Đến khi mà cái nhà mình trống, mình khỏi có, không có gì có chân hết. Tức là cái nội tâm của mình đó. Mời quý vị. Thôi, có vị không nói là để Huyền nói chút đi. Dạ, xin mời. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Hương cũng xin chào tất cả các quý bạn đạo Phật thân mến. Thì hôm nay chúng ta học cái phẩm Tương Ưng Sáu Xứ. Mà trong cái Tương Ưng Sáu Xứ này, chủ đề đó là Phật Bà Na. Thì đây là cái vị này
có hỏi Đức Phật về cái thiết thực hiện tại nó như thế nào, mà nó có kết quả nó như thế nào, do cái sự đến để mà thấy, do cái sự hướng thượng nó như thế nào. Đó là các vị cũng biết cái thiết thực hiện tại có nghĩa là cái sự thực tế mình sống trong cái hiện tại, phải không các vị? Tại vì thiết thực hiện tại, thiết thực là mình trong cái thực tế mà trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Thì cái vị này hỏi là có kết quả tức thời hay không, đây có nghĩa là nói là mình á không có phải theo cái thời gian, có nghĩa là mình không có chờ đợi cái sự chết hay mình chờ đợi cái sự an lạc, mà do sự nhanh chậm của nơi của mình thôi. Còn nói vậy đến nhưng mà thấy, thì đến mà thấy là gì? Đây là những lời của Đức Phật dạy. Trong những lời Đức Phật dạy cho mình đạo đức, nhân nghĩa và nhân quả. Còn nói về có cái khả năng hướng thượng. Khả năng hướng thượng đây là mình tư duy những cái lời Phật dạy. Cũng như nãy Phượng nói đó, thì đây nè. Cái sự hướng thượng có nghĩa là mình cũng có cái khả năng. Mình có cái khả năng để mình từ bỏ tất cả những cái ô nhiễm hay như là những cái bất thiện pháp. Cho nên là mình tiến bước, mình hướng thường đến cái chỗ hiện tại mình đang đặt xuống. Đó, quý vị thấy không? Cho nên là cái này á, là Đức Phật nói là do nơi cái tham. Mình không có nói cái sân si, nhưng mình do nơi cái tham. Chính vì cái tham này, cho nên nó mình mới bị là do nơi cái cảnh sát ở ngoài, nó làm cho mình chạy theo nó và nó làm cho cái tâm của mình xâm chiếm. Chính vì cái tâm mình xâm chiếm cái cảnh này, cho nên mình mới có những cái điều là hại người, hại mình, hại người và hại cả hai. Nhưng mà mình không có thấy cái sự cảm thọ trong cái hại đó, cái cảm thọ khổ hay cái cảm thọ. Mình phải có cái điều đó để mình thấy nó sự thật là vậy. Cho nên Đức Phật nói là cái người trí có thể tự chứng ngộ được cái Niết Bàn trong cái hiện tại. Vì sao? Vì Niết Bàn mình biết được là không có cái phiền não. Cho nên là mình đi theo cái bài này để mình thấy nó rõ ràng là như vậy. Thì đây là Đức Phật nói rằng khi con mắt mình thấy sắc, do cái cảm thọ sắc đó, cho nên nó mình mới có cái cảm thọ tham. Mà mình có cảm thọ tham thì mình mới có cái ánh. Phật nói rõ ràng gì cho mình thấy. Để nhiều khi á, mình thấy con mắt mình thấy vậy nhưng mà mình không biết nó như thế nào. Thì đây là tuần tự cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ ràng là gì. Cho nên nó là cái quan trọng nhất là bây giờ mình sống hiện tại như hồi nào bây giờ mình chưa biết tu tập, thì dĩ nhiên mình có biết cái làm cái sân si đâu, mà mình ô nhiễm nó rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình đã được cái duyên là mình gặp được cái pháp của Đức Phật để mà mình tu học, để mình trừ khử những cái gì mà mình bị dính mắc. Mình không có thể nói là cái ham mình, là mình tham mình đoạn diệt đến cái mà không có đó. Từ từ, vì có từ từ thì mình mới thấy cái giá trị của cái tham đó, chứ không phải là dễ dàng cho mình thấy. Cho nên Đức Phật nói là cho nên Đức Phật là chỉ dạy cho mình thấy cái rõ ràng là như vậy. Đức Phật nói không đâu ngoài là do nơi cái sống hiện tại của mình. Mình phải biết nó như thế nào. Bây giờ thì hôm nay mình học cái bài này để mình thấy, để bắt đầu nè. Đầu mình thấy nè. Bây giờ mình tham là mình biết mình tham gì. Nó nói trong này, cái vị nào mà thấy cái sách đó mà không có cảm thọ vào cái sách đó, mà cái vị đó tham, không có tham vào cái cảm, là cái sách ở cái cảm thọ đó, thì cái vị đó là một cái vị đã là một người có cái trí hiểu biết để mà đi đến con đường giác ngộ. Mình cũng vậy, mình là người phàm mà, cho nên là mình cũng
những cái lời Đức Phật dạy, mình cứ thực hành thực hành, mình cứ nghiên cứu nó. Nó có nhiều cái rất là hay, nhưng mà tại vì mình không có nghiên cứu cho nó chính xác cho nên nhiều khi mình đi sai đúng. Thì Hương cũng xin nói đại khái về cái tiếng thực hiện tại này cùng đến quý vị thôi. Thì trong cái bài kinh này á, là Đức Phật cũng cho ta thấy á, là cái niết bàn nó không đâu hết trơn. Thì cái lời Phật dạy nói niết bàn là có ngay trong hiện tại. Bây giờ trong hiện tại mình làm những cái điều lành, điều tốt, mình bỏ những cái điều bất thiện, ô nhiễm, thì mình sẽ có niết bàn, chứ không có đâu sẽ đáng gì. Niết bàn đây là do nó cái tâm, chứ không đâu hết trơn. Nó chỉ đại khái vậy thôi. Thì Hương cũng xin nói đại khái vậy thôi, thì để các vị nói thêm. Tại vì Hương cũng nói để mình chia ra, chia sẻ ra cái việc của mình, để có thể các vị cũng thấy cái đó, có thể các vị sẽ biết nè. Thì Hương cũng mong là những lời các vị sẽ chia sẻ lên để chúng ta cùng tu học mà thôi. Thì đây là Hương nói đại khái quá rồi, còn sư Nga với ông Tài thì nói rất là rành rẽ, rất là chi tiết. Thì cái đó cũng là một cái điều hay rất là quý. Tôi cũng sẽ cảm nhận những cái lời của các vị đã chia sẻ. Dạ, tôi cũng xin dừng lên đây. Giờ sa thú xin mời vị khác. Xin mời. Chị xin nghe có đóng góp thêm phần này không? Nếu không mình đọc phần kế tiếp, chị xin nghe. Dạ, em nghĩ mình đọc kế tiếp giờ, tại vì cái nội dung cũng tương tự nhau. Dạ. Mình sẽ tiếp tục theo phần sau. Dạ, dạ xin mời chị Diệu Đai đọc tiếp hết cái phần cuối luôn chị. Dạ, xin mời chị. Dạ. Ở đây, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc và không có nội tham đối với sắc. Vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với sắc. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc và không có nội tham đối với các sắc. Vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại có kết quả tức thời, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, tỳ kheo sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận thức pháp, tỳ kheo cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp và không có nội tham đối với pháp. Vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với pháp. Cho đến chừng nào, này Upavana, tỳ kheo sau khi ý nhận thức pháp, cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp và không có nội tham đối với pháp. Vị ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại có kết quả tức thời, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng chỉ những người có trí tự mình giác hiểu. Dạ, xin hết. Dạ, sao thôi. Dạ, sao. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì dạ, cái phần sau này là cái phần nó có lúc thì khi tham pháp, khi có cái sự tham, nội tham khởi lên thì dễ biết là có nội tham. Nhưng khi mà căng trần tiếp xúc với nhau, điển hình ví dụ như mắt thấy sắc mà không gì đấy cảm nhận được cái sắc, dễ cũng biết cái sắc đó tròn méo xanh đỏ vàng tím như thế nào hết, chứ không phải là không có thể không biết. Nhưng mà dễ ấy không có cái dễ cảm thọ cái sắc, nhưng mà dễ không có cái lòng tham đối với cái sắc đó. Thì khi mà không có cái tham với cái sắc đó, dễ tự biết. Dự tự biết là không có cái tham đối với sắc đó. Thì khi mà dễ biết mình không có tham thì chỉ có chính người đó biết thôi. Thì cái đó nó gọi là thiết thực hiện tại, tức là những cái gì nó hiện khởi
nó hiện hữu vậy chứ, nó hiện hữu cái tâm nó hiện hữu như thế nào vậy chứ, cái tâm nó có tham hay là không tham vậy chứ, ta tham đối với cái sắc hay đối với cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc pháp vậy cũng được biết. Ngay cả anh ví dụ như trong lúc mà hành thiền thì thường cái ý mà đối với cái pháp á, thì ở đây cái ý được gọi như được Đức Phật nó như là một cái căn à, chứ không có phải là cái ý mà nó đã được làm việc rồi à, thì khi mà cái ý mà nó nghĩ tới cái pháp thì tức là nó nghĩ những cái gì ở trong cái tâm đó, trong cái ý thức đó, thì vị ấy cũng biết là mình có cái tham khởi lên hay không, hoặc là khi là vị ấy hành thiền thì trong lúc hành thiền nó phải lên lạc hay là phải lên ánh sáng, phải lên gì, thì cái đó nó cũng là một cái pháp à, ở trong cái ý, thì vị ấy cũng biết mình có cái đó, biết cái sắc đó đang có hiện hữu, nhưng mà vị ấy biết là cái đó nó cũng là vô duyên, không có một cái gì bền vững thì nó cũng sẽ biến hoại, thì vậy tự dễ nhận ra được và biết vậy thôi, nhưng mà chị ấy không có thất thủ trong đó, không có tham đậm trong đó, thì đó là những cái nó khởi lên ở trong tâm của mỗi người, nhất là những người đã có được học hỏi cái sự tu tập, có cái chánh niệm tỉnh giác, thì theo sư nghe thì không ít thì nhiều cái gì ấy đều có nhận biết là được hết. Thì trong những cái hay nhận biết nhiều chừng nào thì cái sự buông bỏ nó sẽ có cái khả năng nhiều chừng đó. Và cái sự khi mà có sự buông bỏ thì tức là mình không bị phiền não, chứ không có gì chứ. Tại vì chúng tất cả những phiền não nó phải lên để cho cái sự mà bị đắm ở trong đó, thành đắm ở trong đó. Để trong cái tham nó khởi lên á, nó chưa có một cái ảnh hưởng nào hơn là nó như cái ái thì nó đưa tới một cái thủ, à, đưa thủ rồi nó mới đưa tới cái sự tạo tham, có cái sự trở thành, thì cái đó nó mới là tạo cái nghiệp. Chứ còn một người mà khởi lên cái tâm đó là cái sự vô thường thôi, một cái nghiệp cũ của nó. Ví dụ như nó đi theo cái dòng nghiệp cũ, ví dụ như một người thấy, ví dụ như một người thấy một cái một đứa trẻ hổn đi. Là một cái nghiệp cũ của họ cũng khởi lên là họ cũng có vui à, nhưng mà có người thì nó hơn một chút nữa là thấy như vậy là bất bình đó, thì cái sự bất bình nó khởi lên, nhưng người đã biết được là có một cái sơn đó nó đang khởi lên, thì khi người đi nhìn thấy như vậy đó, đó là cái tốc độ, cái cường độ của cái sơn đó nó sẽ giảm. Mà nếu một người mà có trí tuệ nhanh bén thì thấy cái đó nó là cái những cái nhân quả, à, những cái nhân duyên nó phối hợp lại để tạo nên một cái âm thanh như vậy, à, một cái hành động như vậy, thì vậy tự nhiên cũng quá giải được, tức là xuất đi nó ra được. Thì trong cái sự tu tập mình phải có một cái theo sư Nga thấy đối với có một cái niềm vững tin, vững tin là những cái pháp như hồi nãy chị Thanh Hương nói á, là khi mà cái tâm mình á mà không có tham sân si á, tức là có niết bàn, thì mình không cần định nghĩa cái đó là niết bàn hay là không có niết bàn, cái đó với cái danh từ đó đó chị, chứ mình nhiều người cho cái đó nó quá cao siêu, nó quá cao thượng, thì mình cũng khỏi dùng cái từ đó cũng được. Mình chỉ biết là lúc nào chúng ta mình không có một sự chấp thủ của tham sân si, lúc đó là tham mình nó an lạc thì thôi, cái sự an lạc tỉnh thôi, rộng lặng, cái đó là một cái thiết thực hiện tại, cái kết quả hiện tại mà mình cũng đủ có. Còn lúc nào mà cái tham sân nó khởi lên mà mình để cho nó đi vào trong cái nó sẽ kéo dài theo những cái thủ hữu, cái hành nữa, à, thì cái đó là mình sẽ nhận cái hậu quả của nó. Tại vì cái gì nó cũng có những cái phản ứng của pháp hết, pháp nào nó cũng có phản ứng, một cái pháp nào mà mình mà không có cái phản ứng thì cái pháp đó nó lặng lặng chỉ thôi. Thành ra trong cái sự tu tập mà của người mà tu tứ niệm xứ, khi nhìn ra được
thì lúc đó cái tỉnh giác đó, họ sẽ thấy ra được nó sanh lên như vậy đó, rồi nó sẽ diệt như thế nào. Và có nhiều cái phương cách, nếu mình nó không tự diệt được thì mình, hay là nó không tự hóa giải được, mình phải dùng tới cái chi gian, chi tư để hóa giải lúc đó. Còn nếu mà mình tu tập mà nó đã thuần thục thì tự nhiên mình biết rằng là phải, cái đó nó phải là trong tâm, thì biết cái đó nó sẽ vô thường thì tự nhiên nó cũng sẽ diệt đi. Thì đây là cái phương cách mà gọi là tuyệt hảo nhất á, nhanh nhất, mà cũng là coi như là cái nó gọi là duy nhất để cho cái những cái tham sân si á nó mau được chấm dứt. Thì có thể nói là như vậy, nhưng mà không phải là ai cũng có đủ duyên để mà nhìn thấy được, bị hóa giải được, hay là xuất ly được. Thì ở trong cái quá trình đó thì có những cái phương tiện hỗ trợ, là những phương tiện hỗ trợ khi mình sân quá thì có phương tiện hỗ trợ là tu tập hạnh từ bi, là mình tham quá thì mình tu tập cái hạnh mà bố thí, ví dụ vậy. Còn nếu mà mình hay có cái sự cao mạn quá thì mình tu tập cái hạnh như là hạnh chết á, niệm về sự chết để mình thấy là còn cái gì nữa đâu, để mà mình ngông cuồng, mình tự cao tự đại, hoặc là mình quán về cái pháp vô ngã, nhiều cái gọi là cái pháp hỗ trợ, mà tùy theo mình bị mắc kẹt vào cái nào thì mình dùng cái pháp đó để mình hỗ trợ thêm. Nhưng mà cái con đường mà ngắn nhất, con đường mà nhanh nhất thì thẳng nhất thì chỉ có tứ niệm xứ, thì nhìn thẳng vào trong cái tâm. Còn mình nhìn vào cái thân mình nó ở chuyển động như thế nào, ở đâu, thì cái đó là cũng là một cái sự hỗ trợ cho cái sự mà tỉnh thức của mình, cái sức khỏe của mình đó. Thì cả sức khỏe cả thân là sức khỏe của tâm. Thì ở đây đang có những cái lợi ích biện pháp gọi là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy không có thời gian, có khả năng tưởng tượng được người trí tự mình giác hiểu đây. Thì cái sự tu tập á, thật ra là chỉ cái tâm người đó tự biết người đó, cho nên mình mà đoán người khác á, thì nhiều vị sư á, nhiều vị sư cũng hay nói là nhìn mặt bắt thần dông, ví dụ như nói là cái sắc biểu tri nó biểu hiện cái tâm, nhưng mà thật ra á, mình đoán dù cái đóng trọng đâu có đúng đúng hết đâu. Mà nếu mình chấp thủ rồi mình có mắt tinh tế, hay là mình thấy, mình biết do kinh nghiệm á, cũng chưa chắc. Tại vì tất cả những cái con người đều có cái sự vô thường ở cái tâm, là nó biến đổi, đổi vô cùng nhẹ nhàng. Mà một cái người mà thật sự có trí tuệ á, thường hay có cái từ bi. Thì trong cái từ bi đó có cái sự cảm thông rất là nhiều. Và cảm thông là sao? Từng trải qua những cái kinh nghiệm đó, từng trải qua những cái sai lầm đó, hoặc họ từng trải qua những cái điều đó, cho nên họ nhìn thấy nó là chỉ là có một cái sự thoáng qua vô thường. Ở đâu họ không có nắm bắt, họ không nắm bắt một cái người đó là như thế này hay thế nọ hay thế kia, mà họ chỉ thấy ngay lúc đó là biết ở cái lúc đó là cái người đó là như vậy, ngay lúc cái tâm người đó phải là người biết vậy mà thôi. Đó là một cái cách mà tu tập. Mà nếu mà người có thật sự có tứ niệm xứ, người đó không bao giờ định hình một cái gì hết, mới không được thấy có cái hay. Cho nên đối với lại cái pháp tu á, nó luôn luôn thiết thực hiện tại, chỉ có bây giờ hiện tại đây, và chính chỉ có người đó tự hiểu biết chính cái bản thân họ. Còn mình ở ngoài là ví dụ mình vui đón sơ sơ vậy thôi, chứ mình đừng có chấp thủ mà người đó như vậy. Thật ra rất là khó đón cái tâm người khác. Và thứ nhất mình cũng chưa có tha tâm thông, thứ hai mình cũng mới bậc đại giác, cái tâm của người nó như thế nào á, chỉ có bậc đại giác mới thấy rõ được, hay bậc đại a la hán cũng không có rõ, không có rõ lắm. Ví dụ như cái ông cha của trong một gia đình bà la môn á, đáng lẽ là nếu mà ngài Xá Lợi Phất mà biết được cái gọi là cái
cấp độ tâm của ổng như thế nào đó, thì ngài giảng về cái pháp nào đó để cho ổng nhập lưu luôn, nhưng mà ngài lại giảng cho ổng lên bầu trời thẩm thiên đó. Thì chính là nhà Xá Lợi Phất cũng ngay lúc đó cũng chưa có nhận rõ cái tâm có thể hấp thụ được, có thể nhận thức được để mà đoạn trừ ba cái nghiệp sinh. Thì đôi lúc đó mình thấy ngay trong kinh như vậy đó, cho nên mình để rằng là trong cái tất cả những sự mà đoán về người khác, hay là mình phê bình chỉ trích, hay là mình khen ngợi hay tán dương một gì đó đó, mình sẽ cảm thấy mình sẽ thận trọng hơn. Tại vì mình biết rằng là chính chỉ có người đó biết rồi đó, thì mình tự mình biết mình. Chỉ có một chút xíu nào đó thì mình, trong cái khoảnh khắc nào, trong cái liên hệ nào đó, thì mình có thể cảm thông được một phần nào đó thôi. Nhưng mà mình nhớ là đừng có chấp thủ, đừng có định khuôn cái người đó là như thế này, cái kia, thế nọ. Thì cái đó là cái mà một người tu lần lần sẽ bỏ được cái chỗ đó. Mà bỏ được chỗ đó, người đó cái nhìn của họ thoáng lắm. Cái nhìn của họ thoáng và họ sẽ gọi là dễ, coi như là nó dễ xả bỏ rất là nhiều. À, thì đó là cái những kinh nghiệm mà Sơn Nha nhân dịp cái bài này thì cũng được chia sẻ. Thì cái đó là phương thần của mình thấy vậy thôi, chứ không biết là đúng hay không. Thì bởi với lại người khác thì mình mời các bạn cũng chia sẻ thêm. Dạ, sa thú xin mời quý vị khác, mời quý vị đóng góp thêm chứ. Những cái bài kinh này đó, rất là phổ thông, tôi cũng thấy không vui là tại vì quý vị không có đóng góp lên. Bây giờ quý vị không có đóng góp thêm đó, thì tôi hỏi như thế này. Thì dựa trên cái bài kinh này đó, thì Đức Phật dạy tỳ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, có nội tham đối với các sắc. Kỹ ha, tỳ kheo cảm thọ với sắc khi mà mắt thấy sắc, khi sau khi mắt thấy sắc thì kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, có nội tham đối với các sắc. Vị ấy biết rõ tôi có nội tham đối với các sắc. Quý vị trình bày nó như thế nào? Quý vị nói cái tiến trình, cái tâm của mình khi mình thấy, đương nhiên là thấy cái sắc mình có cảm thọ. Dùng như cảm thọ thôi. Ở đây thì nói cảm thọ tham sắc, cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, có nội tham đối với các sắc. Nó là như thế nào? Thì người đó phải biết là tôi có nội tham đối với các sắc. Nó mình tu tập mình nhìn như vậy đó, để mình thấy rằng đối với thiền tứ niệm xứ á, thì mình ngồi mình quán thân thọ tâm pháp để mục đích là thấy được cái vô thường khổ vô ngã, những cái đó đều đã sanh diệt, để cũng như là thiền tứ niệm xứ như mà một vị bác học phân tách ra thấy rõ. Cái tâm nó sanh diệt như vậy, các pháp nó sanh diệt như vậy, nhưng mà khi ra ở ngoài sống thực tế hiện tại thì khi mắt thấy sắc, mình cảm thọ sắc, cảm thọ sắc và có cảm thọ tham sắc, có nội tham đối với sắc. Đương nhiên mình thấy cảnh, thấy sắc thì luôn luôn có cảm thọ sắc. Thì cảm thọ sắc đó là cái gì? Hỷ, lạc. Còn thân thì khổ.
hỷ ưu, còn thân thì khổ, lạc, bất lạc bất khổ, hay là xả, đối với tâm, là cái cảm thọ đó gì. Nhưng mà cảm thọ tham đối với sắc là nó làm sao? Cái kia là cảm thọ sắc thì gồm có hỷ, lạc, ưu. Đối với thân nữa thì khổ, lạc, bất khổ. Nên chung quy lại thì có 5. Hỷ, lạc, ưu, khổ. Hỷ, lạc, ưu, khổ, hỷ, ưu, xả. Thân thì khổ, lạc. Nói chung như vậy là chỉ có 5. Thì cái cảm thọ nó là cảm thọ như vậy. Và cảm thọ tham sắc là nó như thế nào? Có nội tham đối với các sắc, cái nghĩa là như thế nào? Thì mình sống, mình tu thiền tứ niệm xứ thì mục đích trên phương diện để giải thích cho mình nó là vô thường khổ là cả là các pháp sinh diệt. Nhưng mà sự thật đó, sống thực tế ngoài nó không phải như vậy. Cái nhìn thấy thực tế trong khi mà mình ngồi thiền đó, đó là cái kết quả. Mà ngay trong cái đời sống hiện tại của mình đó, làm sao mình thấy được kết quả như vậy? Đó là một cái vấn đề. Cho nên những cái người tu tập thiền mà tứ niệm xứ mà không học kinh sách kỹ đó, thì dễ rơi vào trạng thái tà kiến là ngay chỗ đó. Mình chỉ nhìn thấy pháp sinh diệt nhưng mà không phải. Mình nghe bằng âm thanh, ý nghĩa, chế định. Thì cái tâm mình khi thấy thì chỉ có 5 cái cảm thọ. Nhưng mà cái tham là đã vô trong cái tiến trình tâm. Nó là nội. Là nội tham. Thì cái đó đó, mình đã thấy được rõ, đã tiến trình vô cái nghiệp mới, cái cũ đưa vào nghiệp mới. Thì mình thấy được, tức là tu thiền tứ niệm xứ đó, mình nhanh nhé chỗ đó, thì đương nhiên nó dừng lại. Nhưng mà khi mình ngồi thiền thì nó dừng lại. Nhưng mà khi ra ngoài nói chuyện hay đối diện cảnh, cái cảnh nó luôn luôn thay đổi tiếp tục, và cái tâm mình phải chạy theo như vậy. Thì cái mức độ tu tập của mình rất là khó ngay chỗ đó. Cho nên cái đời sống ở ngoài đó là thực tế hiện tại là ngay chỗ đó. Mình phải, mình đã chị Xuân Nga trình bày đó, là tu thiền thấy đó, nhưng mình thấy được cái gì? Cái sự thiếu sót của mình, cho nên mình phải có cái pháp để tu tập từ bi hỷ xả, hay là những cái phương tiện khác, giới khác, để có thể mình mới thay đổi được. Thì nội ngay chỗ cái, mình nhìn thấy cái sắc đó, tham sân si ngay chỗ đó đó, tức là mình thấy có cái cảm thọ thôi. Tùy theo cái cảm thọ nó khiến mình có cái sân, hay là cái tham, hoặc là có si. Nhiều khi mình thấy mình quan hỷ nhưng mà si. Đó. Thì đòi hỏi cái sự tu tập của người trí. Mà thấy được như vậy đó là phải hoàn toàn đi vào bát chánh đạo. Cho còn không mình thì thực hành thì tới đâu hay tới đó. Nhưng mà có cái hướng, hướng về đạo. Thì mình mới có mong rằng quan hỷ sống với pháp thì mình mới có thể tiến gần được. Còn không thì mình chỉ hiện tại lạc trú, hiện tại lạc trú là ngay chỗ đó, sống rất là an lạc hiện tại, với một cái tâm nghĩa là quan hỷ khinh an, đó là cái trạng thái đó, được định tĩnh. Nhưng mà đi tiến sâu vào nữa thì phải một tiến trình tu tập. Và mình làm sao chỉ có mình rất khó. Thì kheo thì có nhiều cái phương tiện làm, nhưng mình thì không phải làm không được. Không phải làm không được đâu quý vị. Thì tôi nói như vậy để mình thấy rằng cái sự tu tập và cái sự nhìn thấy của mình đó, mình cần phải có một cái sự cố gắng liên tục. Tức là chừng nào, cho đến chừng nào mình thấy cái tham, cái sân si mình xuất hiện đó,
thì mình không thấy tới chừng nào được, nhưng ít nhất ra mình thấy chậm nhanh, cái nhanh cái chậm, và mình bỏ được, mình nhìn thấy cái mình bỏ được. Và còn không thì mình đang mình không thấy cái gì hết á, mình thấy an lạc thì mình phải thấy rằng mình có chạy theo cái mình không quan sát hay không. Điều đó là tự tự thân mình biết, là tại vì tất cả những cái điều đó đó nó có điều thức an trú mình hết, chỉ mình tạo cái nghiệp mình, chỉ mình là chủ cái nghiệp. Thì tôi chỉ nói thêm như vậy thôi, để mình có một cái nhìn dung hòa giữa cái pháp hành chung chung như vậy đó, để mình tùy theo sự tu tập mình nhàm chán. Cái bậc mà nhàm chán đó, có một bài kinh khác, khi mà bậc nhàm chán nhãn nhĩ chỉ thiệt thấy được cái vô thường khổ vô ngã, có vị đã bị bệnh, vị tỳ kheo, vị đã a la hán, con rắn cắn là rắn độc cắn mà loại bị cắn mà tan biến thành thành tro đó, thì vị này bị cắn thì kêu tất cả những vị tỳ kheo khác khiêng bỏ ngoài chỗ trống á để cho tan ra đất nấm như vậy đó. Thì ngài Xá Lợi Phất tới nhìn, tôi đâu có thấy sắc mặt của ngài của tỳ kheo như thế thay đổi như vậy đâu, mà phải đem ra ngoài. Cái vị này nói là cái việc đem ra ngoài đâu đi, thì thật thì đem ra ngoài thì tự nhiên tan biến hết. Thì trước đó thì cái vị tỳ kheo nói là tại gì gương mặt tôi, thân xác tôi không có thay đổi, lý do là đối với tất cả các căn của tôi đó, tôi không cho thấy là tôi của tôi và tự ngã của tôi đó. Cho nên đó, thì dầu cái gì đến đó, không có sợ hãi cái sắc gương mặt của cái vị đó đó không thay đổi, chính ngày tới ngày Xá Lợi Phất còn nhìn không thấy nữa. Thì để mình thấy cái tiến trình tu tập mà một bậc là từ bỏ tất cả là nằm trong cái chương này, tức là chương 6, tất cả đó, căn, trần, thức, xúc, thọ, và đưa đến cái ái, là tất cả cái chỗ đó đó. Chính cái này là nguồn gốc, liên hệ đến ngũ uẩn, xứ nhân duyên, đế, nó là chính ngay chỗ cái này, cái mình học lúc đầu học tâm á, nó là tất cả là cái này. Một bậc mà từ bỏ tất cả thì không có sợ gì hết, không có thay đổi gương mặt, không có gì hết, dầu trước khi chết cũng gì đó. Thì để mình thấy rằng mình con đường tu tập mình đó, để mình cố gắng đó. Tôi nói như vậy đó, thì mục đích đó là tôi tự sách tấn cái thân tâm tôi. Tôi cũng mong rằng quý vị cũng hoan hỷ tu tập, cố gắng phát triển, nói lên những cái kinh nghiệm của mình. Chứ còn hỏi về cái gì quý vị cũng không có trả lời hết thì rất là tiếc. Thôi thì thôi, mời quý vị cùng tôi chắp tay hoàng lễ hết chị xin nghe. Dạ, bữa nay là thứ năm anh hả, thứ tới thứ bảy thì mình tiếp tục về cái phần này luôn phải không? Mình học bài khác chị. Bài khác á. Dạ. Mà trong cái thứ bảy thì em cũng muốn đưa ra câu hỏi là khi mình tu tập như vậy đó thì có khi nào các bạn thấy mình mắt thấy sắc, mắt thấy tai nghe tiếng gì vậy, thấy mình không có tham, không tham sắc hay không tham thanh, không tham gì vậy đó. Thì thứ bảy chia sẻ cho đó. Chị xin nghe ha. Thì tôi thì rất hoan hỷ về cái phần đó, nhưng mà tôi trước khi mình sinh hoạt như vậy đó thì tôi cũng hỏi thêm quý vị có muốn trả lời hay không, muốn đóng góp hay không, chứ giờ hỏi về như vậy rồi cái tôi với chị Sơn Nga nói anh sao, có gì phải lên tiếng. Thì trong cái trường tu tập á thì các bạn có gọi là các bạn có thấy rằng là mình thường có thường thấy là mình không có cái tham trong đó không? Đó, thì cái đó là cái mà mình chia sẻ, đó là về cái sự thực hành
mình thường lại, tại vì mình có thấy, mình thấy là mình không có tham, không có sân, không có tham, không sân trong cái sắc tinh hương vị xuất phát không. À, còn khi mình có tham, có sân, có si thì mình có thấy thì không, đương nhiên là mình nói là mình có thấy rồi, ai thêm dưỡng cũng có thấy hết. Thì anh tin tức nói mình tu rồi mình thấy tham sân hay là mấy gì, cái gì xưa nói là mình thấy được, mình có tham, có sân là tiến bộ lắm rồi. À, còn không ai tin tưởng rằng là mình có khi mình không thấy, mình không thấy mình không bị tham, không bị sân. Cái đó là cái đề tài thì em muốn là tuần sau, thì tuần sau cũng trong cái đề tài thì cũng tiếp tục á. Cái đó là thường lắm đó nghe quý vị, mình không có thấy, mình không có tham, không sân si, thường lắm á. Mình đang sống cái nói đó. Thì tại sao mình không thấy? Là do đâu? Thì mình không chưa có định được, mình chưa có định được rằng là phải thấy hay là không thấy, hay là tôi biết không dám thấy như vậy. Mình không thấy tham thì mình nói tôi không thấy tham chứ mình đâu không dám nói. Nên đâu có ai thèm đâu, mình đâu không dám. Đó thì tôi xin đề nghị quý vị đó, là khi hỏi như vậy quý vị mỗi người đóng góp mình nói lên, à, chỉ nói lên cái thật tâm của mình thôi chứ đâu có gì. Như bà Thanh Hương có nói vậy đó, à, thì bà nói thì nói như cô Kim Phượng nói vậy đó, thì tự nhiên mình hiểu sao nói như vậy, hiểu sao nói như vậy. Thì có như vậy tu tập đây là mình thảo luận chứ đâu có cái gì. À, thì những cái câu hỏi tôi hỏi ra hồi nãy quý vị chẳng hạn như quý vị cảm thọ, thì luôn luôn là thấy cái gì có cảm thọ, nhưng mà cảm thọ tham, cảm thọ tham là nó phát sinh từ những cái cảm thọ gì rồi á, à, nội tham là cái gì. À, thì những cái đó là quý vị trình bày bấy lâu nay, quý vị học những cái bài kinh này là hoàn toàn nói là những rất là đi sâu sắc vào những cái sự tu tập sâu dài chứ không phải là bình thường. Và quý vị không có phát triển lên nói lên đó là mình cũng khó lắm, không biết tôi với chị Sinh Nga nói trên trời hay ở dưới đất thì gì không biết, nó không có ngay trong cái thực tế của mình đó. Thì tôi nói gì mình ngoài Thu Nguyễn nói. Thu Nguyễn. Dạ thưa chú, tại vì con xin phép được trả lời cái câu hỏi con sẽ nghe bây giờ được không ạ? Tại vì thứ bảy thì thường cuối tuần á là sợ là con không có rảnh để vào á, thì thứ bảy con hơi bận thì bé nó không có đi học á, ở nhà thì nó hay ồn á, thì con cũng thường không có vào lớp. Dạ rồi thôi được rồi. Dạ thì chị Ngọc Trân nói với chị Ngọc Trân. Thì tối bữa đó thì tình đức chị Trân Nga có chia sẻ được, thì phần nào thì Ngọc Trân chia sẻ, phần nào không chia sẻ được thì Ngọc Trân lắng nghe. Dạ không, thì những cái câu hỏi tôi chỉ nói lên như vậy, tôi gợi ý quý vị nói lên để mình cùng nhau tu tập. Thì những cái câu hỏi như chị Sương Nga hỏi đó là sự thật, đó là mình đang sống với cái không, mình không có tham, không có sân si, những cái trạng thái rất là nhiều lắm, nhưng mà cái chỗ đó mình cần phải nhìn thấy. Thì nói chung quy đó là những cái pháp này nó là hiện tại, thực tế hiện tại, mà mình không có nói lên thực tế hiện tại thì sự thật ra là mình không có thật lòng với cái tâm của mình. Nó như vậy, mình có thực hành hiện tại dầu đi tới mức độ nào mình cũng nói được. Mình như tôi như vậy, tôi nói sai thì tôi cũng công nhận, tôi nói là nói quý vị nói là tôi cũng công nhận sai thôi. Nó gì hết á, là cái tâm mình đó là sao mình nói như vậy để mình cùng nhau. Tôi muốn nói không phải chị, dạ. Không có, không nói đi, không chia sẻ đi. Dạ vâng ạ, thì con xin phép được trả lời cái câu hỏi của cô Xuân Nga. Thì thật ra là cô Xuân Nga nói là cô Xuân Nga hỏi là không có tham, không có sân, không có si. Thì theo như con nghĩ, theo như con là con nghĩ một cái câu nói đúng là không có bị nhiễm, không có bị nhiễm tham sân si, chứ không phải là không có. Tại vì nó phải có một cái sự gọi là tách rời. Cái phần mà mình nghĩ là cái tâm mà có tham, có sân, có si á, nó là một cái luồng tâm của quá khứ đã bị sáu cái cảnh duy, sáu cái cảnh trần đó bạn, nó tiếp xúc với lại cái là nó qua sáu cái căn mình
thành ra là nó tạo ra cái tâm mình, nó bắt tâm là thuộc dạng là bắt cảnh, thành ra nó bắt cảnh những cảnh duyên đó và nó bị nhiễm, nó bị nhiễm tham sân si. Còn một cái vị hành giả mà họ có sự tu tập á, là họ có sự gọi là cắt đứt và chế ngự, cho nên thành ra là cái sáu cái cảnh duyên nó không có bị nhiễm, nó không, tức là cái tâm nó bị tách rời ra, nó không có bị nhiễm tham sân si, chứ không phải là mình nói là không có, mà là gọi là không có bị nhiễm. Còn cái luồng mà cái tâm á, mà có tham sân si, đó là thuộc về cái nhân của quá khứ. Cái nhân của quá khứ nó đã bị nhiễm rồi. Còn một vị hành giả khi mà họ tu tập là ở cái hiện tại, sáu cái cảnh trần đó nó đi vào á, thì cái vị hành giả đó họ sẽ khi mà nó xúc chạm với qua sáu cánh cửa, sáu cái căn là họ có thể là chế ngự ngay tại đó, và cái tâm của họ bị tách rời ra, nó không có bị nhiễm, nó không có bị nhiễm cái mới. Cô hiểu vậy, cô hiểu ý của Thu nói, tại vì bây giờ mình quá giờ rồi đó. Dạ. Lúc mình phải ngủ á, thì mình hiểu đó. Nhưng mà dạ, cái chỗ này á, thì thứ bảy mình có thể thảo luận ở chỗ này. Nhưng mà để mình nói sơ qua thôi. Đang học Pháp. Khi nãy mình nói cái bài kinh mình nói, mình học rồi đó, thì lúc đó mới hiện là nội tham, có tâm có tham, cái gì đó biết là nội tâm có tham. Thì cái đó là cái nó đã qua rồi, và dành gì đó đã tu tập. Tức là tu tập để mình xuất ly ra cái tham đó. Nhưng mà có khi gì ấy nhìn thấy sắc, cái nội tâm không có tham, nó là nó không tham, chứ nó không phải là nó xuất ly cái tham. Không phải lúc nào mắt thấy sắc cũng có tham đâu, mà nó có khi không có. Thành ra tại sao nó không có, mà mình thấy nó ở chỗ nào. Và cái đó nó là một cái sự ngã mạn tu tập, hay là nó là sự thật, nó là tiếp tục hiện tại, thì cái đó mình sẽ... Và thứ bảy mình sẽ bàn, vì vậy để cho mấy gì mà mình dịch học. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, vâng, dạ. Cái gì mình sẽ bàn. Dạ, vâng. Rồi, để tôi nói thêm cho quý vị nghĩ, thứ bảy này mình sẽ tiếp tục thảo luận về cái đề tài đó. Để mình thấy thực tế ngay cái tâm mình. Tâm mình làm sao và mình thấy được diễn tả đó, thì quý vị chuẩn bị. Để mình sắp xếp tới buổi thứ bảy mình sẽ cùng nhau thảo luận tu tập. Thôi bây giờ thì mời quý vị cùng tôi chắp tay hồi hướng. Thì xin mời quý vị. Mô Phật, chúng con xin chia điều phúc báo tu tập này về chư thiên, xin cõi trời tế nhiên thiện thần chư Phật thùng điều phúc báo nhau cả thầy. Chúng con cũng xin chia điều Phật tu tập này về mặt tu tập tương lai trong bằng với tổ cha mẹ, từ thượng báo nhân thiên sống lâu vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, báo chân chi tệ đồng nhập người nào. Con xin chia được phúc báo này, hồi hướng phúc báo này về ông bà cha mẹ thân bằng người thuộc với giảng người đời nghiệp của chúng con, giờ khỏi sanh cõi đau cũng từ bao nhiêu thiên sống lâu về phúc thành công cuộc sống, chúng là Phật pháp tu tập từ đồng nhận. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư. Nam mô bổn sư. Dạ sa thú, sa thú. Dạ thứ bảy. Dạ sa thú, sa thú. Dạ, sa thú, sa thú. Xin chào. Sa thú, sa thú. Cảm ơn Thượng Đức, cảm ơn chị Sonia. Con muốn tri ân thầy chị Thế Pháp với con chú ạ.